Đó, hát ok nha anh em. Rồi tới con bên đây ha. Đó. Hello. Hello, 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 chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em, trở lại với kênh của Phương Đam Mê Vlog nha anh em. Đó. Trước mặt của mình rất là nhiều đồ xịn sò nha anh em. Úi giời ơi, chép nè, chép chung thằng xịn sò không nha anh em. Đó. Giác nè. Đó, nói chung mấy đồ là sò đồ xịn không nha anh em. Đó, quay sơ sơ cho anh em thôi. Ở đây cặp lo đèn cày của ba đèn mắt nè. Đó. B809F. Đó, con này nó đỉnh cho anh em, nó cao, cái vỏ đẹp như mới. Rồi, không có nói dài dòng nữa anh em ơi. Đó, hôm nay lên chỉ nhiêu rồi thôi. Đó, em sẽ dựng máy và sẽ báo giá từng đơn cho anh em luôn nha anh em. Anh em, trước khi vào video thì cũng như mỗi khi, em sẽ chúc cho anh em nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt nha anh em. Đó, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2023 nha anh em. Đó, em lại lên rất nhiều đồ cho anh em chơi cháo nha anh em. Trước mặt của mình, đây có rất nhiều đồ xịn sò nha. Hốt ra từ từ nha anh em. Đây, một cặp là cặp chép Kenworth nha anh em. Đây nè, hàng xịn sò Kenworth, anh em thấy chưa? Đó, một cặp nha, Kenworth nè. Ok nha anh em. Khui. Đó. Còn rất đẹp nha anh em. Đó, nó vậy đó. Ngon lành cành đào nha, khả năng nha anh em. Con này con chép nha. Nè, bích nè. Rồi, em đo đường kính con này nha anh em. Mấy con này rất là nhiều anh em hỏi mấy con này nè. Mà quên không biết con nào quên chơi rồi. Đó. Con này năm đường kính 5.5 nha anh em. Đó, tâm hai lốp của nó là 6.5 nha anh em. Cụ từ 4.5 nghe anh em. Rồi, em sẽ test nhạc nha anh em, để nó hót như thế nào nha. Đó, quan trọng là nó hót như thế nào nha. Úi dồi. Quá đỉnh. Một thằng nghe anh em. Đó. Rồi tới em này nha. Rồi, con này hơi ngạt ngạt hơi. Nó hát được nghe anh em chứ không phải không được nhưng mà hơi ngạt ngạt hơi, thử cái nữa coi. Rồi, hơi hơi rồi anh em. Đó. Nhưng mà nó vẫn hát bình thường. Giá yêu thương nha. Đó, anh em nên hút con này đi. Rồi. Mã vừa rồi là mã mấy ta? 32. Mã vừa rồi là 32 nha anh em. Em sẽ tiếp theo là mã 33 nha. Đó, 33. Em sẽ lên cặp này cho anh em với giá là 100k nha anh em. Đó. Mã 33 thắt lại. Đó, mã 33. 100k cho cặp chết Kenworth anh em. Đó, em lại lên tiếp theo nữa anh em ơi. Đây, tiếp theo nè. Con này Sony anh em. Sony China xuất Nhật. Đó, anh em thấy chưa? Khui. Thổ bùa mới được. Bụi anh em, đây bụi nè. Đó. Anh em thấy chưa? Ngon lành cành đào nha. Rồi, đem đo đường kính nữa nha. Con này thì cũng 5.5, gần 6. Tâm 2 lốp là 6.5, cũng giống giống con kia quá ha. Đó, 4.5 luôn. Úi ui, tương tự tương tự. Đó, bây giờ này nó có tụ sẵn từ lưa, không biết hướng nào đây. Đây, hướng này nha anh em. Chắc gì quá. Đó. Đây quá. Đây, 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 đây. Thử này trước đi. Đó, đi thẳng này nha anh em. Nó, phải nó có tụ sẵn rồi nha. Đó, củ xì và xét xẹt. Nhưng mà nó hát rất là yêu thương nha anh em. Đó, mấy con này rất là nhiều anh em hỏi nè. Hôm nay mới có nha. Đó, đi thẳng nha, không qua tụ nha. Ta có tụ rồi. Rồi,
hát rất tốt nha anh em. Đó, nó hát thì bao tốt cho anh em luôn ha. Rồi, em sẽ lên cặp này luôn nha anh em. Đó, mã này mã 34 nha. Đó, 34. Em sẽ lên cặp này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Đó, con này nó hát tốt nha. Con kia hơi nhẹ nhẹ nhạt nhẹ thì giá 100, con này hát tốt 150 nha anh em. Rồi, em lại lên tiếp theo nha. Đó, cặp tiếp theo là một cặp chép thịt anh nha anh em. Đó, con này con khác nha, clip vừa rồi bán rồi nha. Đó, con này là con khác nha anh em. Đưa con kia nè anh em, con này của người ta bán rồi nha. Đó, nó khác nha. Đó, con này bán rồi nhưng mà chưa bán thôi. Ngày mai mới gửi nha anh em, mới gửi hàng. Sẵn vô bán mấy cái đơn này cho anh em gửi chung luôn nè. Đó, ít đơn quá, người ta đi hết chuyến anh em, còn chuyến còn có 4-5 đơn để lại. Đó, để lại qua ngày cái gì anh em thông cảm nha anh em. Có 4-5 đơn vô thấy tụi người ta tội nghiệp lắm. Đó, em bán thêm cái clip này các em đi luôn. Đó, cái này cái mới nha. Đó anh em đừng vớ vơ vớ vẩn nghĩ là này là lấy cái cũ bán, không có đâu nha anh em. Cái nào cũ nó cũ lại à. Con này mấy hàng mới. Đó, cặp chép thịt anh nè, của Sony nè. Đó, con này thì em bán hoài nha anh em. Đó, có rất nhiều anh em cũng phái cái này lắm. Vậy nó phái cái vụ ché anh em. Đó, anh test nhạc nha. Úi dồi ôi. Nè. Đó. Thấy chưa anh em? Đó, em đi thẳng nha, chứ không qua tụ vậy nha. Qua tụ cũng vậy thôi. Nè, đi thẳng, đi qua tụ cho anh em xem. Đó, qua tụ nè, cũng vậy nha. Mà đi thẳng cũng vậy nè. Đó, không có nghe lớn như nó cũng vậy đó nha anh em. Đỉnh. Đó, con này hát cũng hay lắm nha anh em. Cũng khá được được á, chứ không có nhỏ quá, cũng lớn á. Đó, ché, thấy gì nó góp một cần rất là quan trọng nha anh em. Đó, rồi. Mã này mã 35 nha anh em. 35, để cho anh em cặp này cho anh em với giá là 100k như thường lệ nha anh em. Chép thịt anh nha, thấy nói vậy mà lợi hại lắm đó. Nhờ nó mới tăng cái độ này kia lên nha anh em. Rồi, em lại lên tiếp theo nha. Tiếp theo em lên hai cặp này anh em ơi. Đó, hai cặp này liền lắm nha anh em. Hàng này của Sunmat nha. Đây, đấy là 805 nè. Đó, 805. Đó, nguyên bộ 4 con. 805, 805 nha anh em. Rồi bắt đầu khui. Úi dồi ôi, còn rất đẹp nha. Cool còn ghi. Nói chung bọc từ luôn anh em. Đẹp can xà beng luôn, 7 màu. Đó, có màu đen trong đây nữa nha. Khui, úi dồi ôi. Nói chung là đẹp nha anh em, không bị tì vít gì hết trơn. Đó, em sẽ đo đường kính nha. Hàng này Sunbat hát là rất là đỉnh luôn anh em. Đó, 8 phân. Thấy rất anh em chốt nên em mới lên cái này cho anh em nè. 8.5 nha anh em. Đó, con này đẹp nha. Đẹp chắc chế đỉnh quá anh em ơi. Đó, quan trọng là test hát như thế nào nè. Anh em nghe nè, chú ý nè. Con này không khác gì nội địa, tại vì cái nó là Sunmat thôi, nó mà theo nhưng mà nó nội địa ai biết, nó hát rất đỉnh luôn anh em. Nè, anh em nghe nè. Quảng cáo. Quảng cáo nữa. Và từ nghe nè, đang quảng cáo anh em ơi. Rồi, tiếp tục. Đó. Rồi, ngon lành cà đào nghe anh em. Đó. Chỉ nhà khác thì nhạc này buồn quá. Đó. Rồi, tới em này nha anh em. Đó, cái máy này em làm chế lo chép mà tới công chuyện anh em. Đó, hát đỉnh luôn á. Đó anh em thấy không, người ta làm rất là liền nha. Gâu cách chốt mũi mọc này rất ok luôn nha anh em. Đó. Rồi, tới con cuối cùng nha. Rồi, ngon lành. Đó, em sẽ lên hai cặp này luôn nha anh em. Như là đủ chép rồi anh em ơi. Nó hát líu lo lắm nha anh em. Rồi, mã này mã 36 nha. Đó, 36. Em sẽ lên giá này hơi căng chút xíu nha anh em. Đó, lên nhẹ thôi. Đó, để cho anh em với giá là 200k cho cặp hai cặp này luôn nha anh em. Đó, hàng Sunmat.
Đó, nó như nội địa hát không thui đâu nha anh em. Rồi, cái mã 36. 200k cho hai cặp Summat đã ra đi, em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đó, mã tiếp theo tiếp tục em lên cặp này anh em ơi. Bây giờ lên chép rồi ta chung đi. Đó, cặp chung. Ôi dồi ôi, nó đẹp căng sờ mang luôn anh em ơi, nhìn nè. Ôi dồi ôi, bảy màu luôn anh em. Đây, nó có cái gì nữa đây? Tem nó bóng lưỡng hết. Nè nè, đó. 8 15W nha. Đó. Khui. Ôi dồi ôi, nó đẹp nè. Trời ơi, con này khủng luôn. Cun còn zin đàng hoàng anh em. Nói chung đẹp căng sờ mang bảy màu luôn. Ôi quá đẹp. Đẹp lắm nha anh em. Đó, gân thì gân thun, màng thì màng vải, mũi thì mũi carbon nha anh em. Đó, hàng xịn sò nha. Không vớ vào vẫn đâu. Đây nè, 15W 8 ôm nè. Đó. Cun còn zin đàng hoàng anh em. Nè, úi ui. Đó, bọc từ. Hàng rất là ok nha. Đó anh em. Nói chung đẹp, con này đẹp lắm anh em. Đó. À, em gửi cho mấy cái lo mấy cái đồ xịn cho anh em. Đó. Đó, hàng vớ vào vẫn cho nè. Rồi, con này thì nó 13 lăm nha anh em. Đường kính 13 lăm nha. Vuông. Đó, tâm hai lốp của nó. Tâm hai lốp là 14 anh em. Nó vuông nhưng mà nó mo cái trong này nè. Nó mo cái góc này nè. Rồi. Tới cụ từ nha. Cụ từ khá to anh em ơi, cụ từ chín phân luôn. Ủa dồi ôi. Rồi, em sẽ test con này nha anh. Đó, cho qua tụ luôn đi. Cho nó chắc mà nó chết. Này cho em cho qua tủ đó nha anh em. Đó. Quá đỉnh. Rất là đẹp nha anh em. Đẹp thì có quyền nha, giá phải đỉnh nha. Rồi. Đó, anh em thấy nè. Mũi mồng của nó nghe nó đẹp gì đâu nghe anh em vậy nè. Úi dồi ôi, cầm vàm tay khá nặng. Rồi, em sẽ lên giá em này luôn nha anh em. Giá này phải giá đỉnh thôi. Đẹp, có quyền. Rồi. Mã này mã 37 nha anh em. Đó, 37 em sẽ lên cặp này cho anh em với giá là 400k nha anh em. Đó, em gửi trong lo của người nào như Bana hay sao đó anh em. Đó. Nói chung là mở em quên nè, mà mở trong cái lo xịn nha anh em. Đó, hàng như dày là như dày đó. Là em biết xịn không xịn là biết nha anh em. Đó, anh em trong nghề là nhìn cái biết ngay. Rồi, em sẽ lên cặp này nha. Cặp chép nha anh em. Đó, cặp chép bây giờ mình có hai cái này luôn nè. Hai cái cây căng của nó luôn nè. Đó, chép này con nào đây? Mờ quá. Kenworth anh em. Nè, Kenworth từ đôi nha anh em. Đó, Kenworth từ đôi là ngoài nha. Khui. Ôi dồi ôi. Đó, hàng nó như dày này nha anh em. Ok cho anh em. Ngon lành nha. Đó, gồm có hai cái này cho anh em luôn nè. Úp lại nè, nó ơi căng thì mới bẻ ra thôi. Đó, đó anh em thấy chưa, thấy chưa anh em. Rồi, em đo đường kính nha, đo hết này cho anh em đi. Con này hết này là 10 phân nè. Đó, hai miếng này là 10 phân nè. Còn con chép của nó 6 phân nha anh em. Tâm hai lốc là 6.5 nè. Đó, mấy con này như vậy nè, anh em coi kỹ nha nè. Đó, tâm hai lốc cái gì, cái đường kính từ nó, từ nhỏ là 3 nè, từ lớn là 4 nha anh em. Rồi, test nhạc thôi. Ủa sao mắc nhạc đó rồi. Rồi, còn anh em ơi. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, một thằng nghe rất là thanh thao. Tới em này nha anh em. Rồi, ngon lành nha anh em. Đó, em sẽ lên cặp này luôn nha anh em. Hát rất là im luôn nha anh em. Rồi, mã này mã 38 nha. Thôi lên gì đi. Đó, úp lợi lên đây nha anh em, cho nó sang chảnh. Rồi, mã 38 ha.
38. Em sẽ lên cặp này nha anh em. Đó, để cho anh em với giá là 200k nha anh em. Đó. 200k cho cặp này nha. Gồm có cái này luôn, ai căng luôn nha anh em. Đó. Mã 38 200k đã đi qua. Em lên mã tiếp theo nha. Đó, mã tiếp theo là cặp này nha anh em. Trời, mũi mỏng nó nhìn rất là đẹp nha anh em. Đó, không có cỏ đâu anh em ơi. Ok nha anh em. Rồi, cun. Cun thì còn green đàng hoàng nha anh em. Nè. Đó. Ngon lành nha, đẹp can span 7 màu luôn. Đó, con này thì biểu tượng chim là Panasonic đó nè, nè. Đó, là con Panasonic đó nha anh em. Rồi, ngon lành cành đào nha. Đó. Ok. Rồi. Em sẽ đo đường kính con này nha anh em. Đó, đường kính con này có 10 phân nè. Tâm hai lốc của nó là có khoảng là 10 11 năm nè. Đó. Cụ từ là 6 phân. Đó, ngon lành cành đào nha anh em. Rồi, ngon lành cành đào. Rồi em sẽ test nhạc nha. Đó. Test nhạc của nó hát như thế nào nha anh em, qua tụ nha. Hết nhạc nè, mình sẽ lên nhạc mới nha nè. Rồi hết nhạc luôn. Quảng cáo anh em ơi. Rồi. Rồi đó, nãy giờ test anh nhiều rồi. Đó, tới em này nha nè. Đó, tới em này ha. Quá đỉnh, nghe rất đầm thấm luôn nha nè. Đó. Rồi, khá nặng, con này cũng Panasonic nha. Đó, mấy con này lên phải giá đỉnh thôi. Rồi. Mã này mã 38 tới mã 39 nha anh em. Đó, 39. Em sẽ lên cặp này cho anh em với giá là 250k nha anh em. Đó. Hàng của Panasonic nha. Đó, hôm nay lên tầng lò xịn sò, lô chung lô chép. Tha hồ cho anh em chế cháo luôn nha anh em. Rồi em sẽ lên cặp này nha. Đó. Cặp này có cái ây căng của nó là để bên nè. Đó, con này con lo chung nha anh em. Lo chung của Kenworth nha anh em. Đây, anh em thấy chưa? Lo chung Kenworth nha. Đó, hàng xịn sò. Cool. Ô, cool còn kinh đàng hoàng anh em. Nè. Đó. Ok nha anh em. Đó. Mũi thì con này thì găng găng vải nha anh em. Đó. Màng thì màng màng carbon, mũi mũi vải. Đó, con này cũng vậy luôn, nhưng mà con này có sức. Sức cái ấy ra nè, cái ta dán lại vậy nè. Đó, biết phải không nha. Cũng còn rất đẹp. Rồi. Em sẽ đo đường kính con này nha. Đó, đo hết miếng này cho anh em luôn đi, cái đi. Đó, cái miếng này có khoảng 14 nè. Đó. Còn đó này không. Con này cũng 11 năm nha anh em. Đó. Tâm hai lớp của nó là 11 năm luôn. Đó, cụ từ đôi nha anh em. Từ nhỏ nó là 6 nè, từ lớn là 7 nè. Rồi. Test nhạc thôi anh em ơi. Lụm gạo, test nhạc lụm gạo nha anh em, lụm lúa. Rồi, qua tủ nha. Rồi, quá đỉnh. Một thằng nha. Rồi đó anh em ơi, ngon lành nha. Đó, con này nó hát lớn nha nè, con này hát hơi nhỏ nha. Anh em cân nhắc trước khi mua con này nè. Đó, con này ta hát 10 đi, con này hát chỉ có 8 thôi nha nè. Đó, anh em cân nhắc trước khi mua nha. Đó, em đã nói trước hết trơn. Rồi, em sẽ lên giá cặp này nha. Theo như con này mà nguyên bản cho là giá đỉnh đó. Rồi, em sẽ lên giá yêu thương cho anh em thôi. Mã này mã 340 nha nè. Đó,
40. Cặp là chung của con Kenworth để cho anh em với giá là 300k anh em. Đó, cặp này mà nó còn đều hết là từ giá từ 4 xị. Đó. Rồi mã 40, 300k đã đi qua, em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Em lên mã tiếp theo nha anh em. Đó, em có hai cái hũ nè nha em. Nhìn này giống chưa anh em? Đó, nhìn giống chưa? Nghề nghiệp tới rồi anh em ơi. Đó. Rồi, đặt vàng rút chui này đi. Để luôn. Khui. Đó, anh em thấy hai cái hũ đó nha anh em. Đó, con này có hai hũ nha, có tiêu âm, bơm tiêu âm đầy đủ nè. Đó, cái hũ nó là gì nè anh em. Đó, đúng bass luôn nha. Anh em thấy vô bass luôn nha. Đó, hũ 4 bass lỗ tôi luôn nè. Đó. Con này thì con này là của thằng Panasonic nha anh em. Nè. Anh thấy chữ bi nữ anh N chưa? Anh M là Panasonic nha anh em. Cool là còn kim đàng hoàng nè. Úi giời ơi. Đó. Con này thì mà màng nó thì màng màng giấy. Ơ lộn, ở găng là găng găng giấy. Màng thì màng y găng vải chứ. Màng gì đây? Màng giấy anh em. Mũi thì mũi gì găng nhôm cho anh em, màu trắng nè. Nhưng nó bị thủng vô nha anh em. Đó. Cái này không quan trọng nha, cái mũi nó không quan trọng. Con này thì hơi lú chút xíu. Đó, thì cũng hai con nói chung là còn ghi hết trơn nha anh em. Đó, quan trọng nó có cái hũ nè. Gỡ cái luôn đi chứ dính lùm chùm quá. Đó. Ai mua em để hũ, con này là có dạng như là lo chung lo chép cho đó anh em. Đó, tao có cái hũ đi để nó cách âm cách nhiệt vậy ha. Rồi. Em sẽ đo đường kính con này nha anh em. Nói chung con này là còn hàng xịn là hoàng, còn gin là hoàng nha. 8 phân nha anh em. Đó, tâm hai lớp là 9 phân nha. Của từ là 6 phân. Đó. Rồi, em sẽ test nhạc con này nha anh em. Qua tụ. Úi giời ơi. Quá đỉnh rồi anh em ơi, hát bao phơi cho anh em luôn ha. Đó, ngon lành nha anh em. Đây nè, cái hũ người ta nè nha, có bốn cái chân nè, đưa ngay bóc nha anh em. Đó anh em thấy chưa, ngay bass hết trơn nha. Đó, cái hũ của nó nha anh em. Rồi em sẽ lên giá cặp này luôn anh em ơi. Gì đi, đó lên giá cặp này nha, gồm có cái hũ luôn anh em. Đó, mấy hũ này để có gì bass không đánh hư nữa nè. Đó, nó cách âm anh em. Rồi mã này mã 41 anh em, 40 tới 41 nha. 41. Em sẽ lên cặp này cho anh em với giá là 250k nha anh em. Đó. Thường mới 200, có hai cái hũ tính thêm 50k nữa. Hũ nó có bông tiêu âm đàng hoàng nha anh em. Đó, cho hàng bữa qua bữa vẫn luôn nha. Rồi. Em sẽ để bên anh em ơi. Đó, mã 41, 250k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nha anh em. Đây. Cặp loa chung nè. Loa chung loa bass gì không biết nữa. Nè, của Kenworth anh em. Đó, Kenworth do băng đàng hoàng nha. Đó, con này chưa vệ sinh đâu. Trời ơi, cool nè. Cool là còn ghim đàng hoàng anh em. Nồng niết nè. Đóng má, đóng số nè. Đó. Rồi. Sức dây gì ta. Đó, anh em nhìn nè. Đó, ok anh em. Có cọ không? Không có cọ đâu nha anh em. Rồi. Con lạnh nha. Đó, tới con này nha anh em. Con này cho mũi thì lúng vô đông luôn rồi. Đó. Ok nha anh em. Kenworth. Rồi để em đo đường kính sơ sơ này nha. Rồi. Con này đường kính nó là 14.5 nha anh em. Đó, đường kính của nó là 14.5. Xéo của nó là 16, tâm hai lốc của nó cái gì? Xéo nó 17, tâm hai lốc nó là 15. Đó. Cụ từ tôi cứ từ đo nha anh em. Đây, cụ từ nhỏ nó là 7 nè. Cụ từ lớn là 8 nha nè. Đó. Ngon lành cành đào. Rồi. Em sẽ test nhạc thử nha anh em, coi nó hát không.
hình như có một con chết anh em ơi. Đó, test nha. Rồi, con này sống. Con này khung nhôm nha anh em, đỉnh chưa? Hình như con này không hát nè. Đâu hát luôn. Quá đỉnh anh em ơi. Đó, củ xì và sát sạc nha. Con này khung nhôm nha anh em. Nè, khung nhôm nha, made in Japan nè, đóng số má đầy đủ nè. Đó, cool thì anh em nhìn là biết là còn cool nha. Đó, ok nha anh em. Đó, nó bị xét, ủa nhôm mà xét cái gì, nó bị lên bột nha anh em. Đó, chút đỉnh nè. Rồi, ngon lành nè, đóng số má đầy đủ nha. Ngon lành cành đào. Thấy nó vậy hát hay lắm nha anh em, làm lo lời. Rồi, em sẽ lên cặp này cho anh em luôn nha. Đó, bán giá yêu thương luôn. Rồi, khung nhôm còn zin đó thì nó bị lật giật chút đỉnh, em sẽ lên giá này nha anh em. Rồi, mã này mã 42 nha anh em. Đó, 42, em sẽ lên cặp này cho anh em với giá là 500k nha anh em. Đó, nó là khung nhôm nha, chứ hoàng vớ qua vớ vẩn đâu, làm lo lờ là tới công chuyện luôn nha anh em. Rồi, cái mã 42 500k đã đi qua, em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Em lên mã tiếp theo nha anh em. Ủa, test nhạc chưa lên nhạc. Rồi, em lên mã tiếp theo nha anh em. Đó, giờ nó có tắt không? Chết chết, sửa qua. Đó, rồi em lên mã tiếp theo là cặp này nha. Đó, cặp này là cặp chép, chép hỏng gì nè em, hỏng kèn nè, bụi bọng nè, úi dồi ôi, gầu cá chốt nghe nè em. Đó, ngon lành. Ủa sao để hai tụ này chi ta? Đó, cái con này con điện chở chứ, chở xứ. Đó anh em này nè, ok cho anh em. Đó, ngon lành. Con này là con chép anh em, không gì ngộ, không kèn không gì đâu á. Rồi, em sẽ đo đường kính của này nha anh em. Con này chép của nó có khoảng 10 phân anh em ơi. Đó, họng này cho anh em nè, bị dài của họng này nè. 15, bị ngang 12. Rồi. Test nhạc luôn anh em. Đó. Test nhạc nha anh em. Qua tụ. Đó, ngon lành nha anh em. Ủa số con này nó kỳ ta, bức này ra luôn đi hả? Ồ, con này nó hát kỳ lắm anh em, bỏ này ra đi. Cắt ra luôn đi. Đó, con đó nó cản cản là kỳ kỳ nè. Rồi, ngon lành nha anh em. Rồi, cắt đi. Ngon lành nha anh em. Đó, rồi tới em này nha. Rồi, ngon lành anh em ơi. Đó, con này nhìn độc lạ làm sao. Rồi, em lên giá con này luôn nha, cái họng càng kỳ quá. Rồi, mã này mã mấy rồi? Mã 43 nha anh em. Đó, mã 43. Em sẽ lên cặp này cho anh em với giá là 150k nha anh em. Đó, mã 43, 150k cho cặp chép này nha anh em. Đó, rồi em lại lên mã tiếp theo nữa nha. Quá nực cười, mã theo là này nha anh em. Đó, hàng xịn xò nó nặng làm sao. Đây, không cỏ nha anh em. Đó, màng thì màng vải nha anh em. Lộn găng vải nè. Màng thì màng giấy, mũi thì mũi vải nha anh em. Cool. Ô, gì trời. Rồi, đứt gâu anh em ơi. Cái này anh em xả bên đây nè, hàng vô là lụm nha anh em, bên đây cái gì luôn nè. Đó, nằm bên hông nha anh em. Đó, nằm chỉ xả là hàng vô thôi. Úi dù, đứt hết trơn anh em ơi. Con này con Sony nha anh em, hàng xịn xò nha. Sony Malaysia. Một thằng. Đây, tới em này nha anh em. Ủa, đứt hết hai con luôn anh em ơi. Nè, đó, anh em chịu khó. Con này dễ hàng lắm nha anh em, xả cái này ra. Đó, bên đây cũng xả này ra. Nè,
đó anh em thấy không, cái dấu chì này có nè, xả ra hàng vô luôn nha anh em. Rồi lụm gạo em đo đường kính nha, đó giá thì yêu thương, anh em có mua về làm thì làm, con này 15 phân nha anh em, đó tâm hai lớp 15 phân luôn, của từ nó là 9,5 nha anh em. Đó con này hát đó chứ không phải không hát đâu nha, con này còn ghim nè, đó nhỏ lại mà đi thẳng luôn đi, được nó lớn chút lên tụ ra nè em ơi, đó hơi khó nghe nè, có gì thông cảm nha, thử cho hát kéo được đó. Đó vậy là được nha anh em, đó, nó sức tới sức lui rồi. Rồi tới này nha, cái hàng dễ mà. Rồi đó anh em, đó có nghĩa là hát đó nha, đó em bán giá yêu thương, anh em nào mua thì em bán giá yêu thương nha, không mua thì lần sau em sẽ câu ra, cũng dễ câu, cái này dễ, anh em nào dễ câu được mình câu, đó câu ra là phải giá đỉnh nha anh em. Rồi mã này mã 44 nha, 44 em để cặp này cho anh em với giá là 250k nha anh em, đó giá hàng xịn đó nha anh em, nhưng mà bị vậy đó câu ra cũng dễ dàng lắm nha anh em. Rồi mã 44 250k đã đi qua, con này nguyên em bán 4 sỉ đó nha anh em. Rồi em sẽ lên mã tiếp theo nha, có mã tiếp theo lên cặp này nè, ui dồi ôi trời ơi nó nặng nó bự nha anh em, đó cụ từ trà bá nè luôn anh em ơi, cun ui cun còn ghim nè anh em nè, đó mũi lo cái này giờ không cỏ anh em nè, đó không cỏ nè, ok chưa, đó găng của nó thì găng nó bằng bằng thun anh em, đó màng hình như bằng vải anh em ơi, màng giấy chứ, màng giấy mũi vải nha, đó ok anh em, con này cũng vậy luôn, cụ từ to lắm anh em, đó còn ghim nè nha nè, cụ từ đen thù lùi nha anh em. Rồi em sẽ đo đường kính cặp này nha, này vệ sinh lại là ok nha nè, đó ngon lành nha anh em nè, không cỏ nha nè, anh em vệ sinh lại một cái là tới bài luôn. Rồi em sẽ đo đường kính con này nha, con này bắt nó 25 năm là bắt 25 đó nè, cụ từ vừa vàm tay luôn ta, cụ từ 14 nha anh em, ủa dồi ôi 14 luôn nha anh em, con này chắc quánh đỉnh lắm đây. Rồi bắt đầu test nhạc nha anh em, quá dữ con này à, lớn chưa mà. Quá quá đỉnh luôn, nói chung con này quánh khỏe nha anh em, của từ rất là to nha, đó giá phải là giá dữ luôn nha anh em. Quá đỉnh lên em ơi, úp lại đó, cặp này dữ lắm nha anh em, khá nặng nha, đó em sẽ lên giá rất là đỉnh luôn, đó con này quánh khỏe lắm nha anh em, con này anh em như mua về cao kê luôn nha, lắp vô là cao kê bình thường nha anh em, đó cụ từ rất là to mà 14 từ đen thù lùi. Rồi mã này mã 45 nha anh em, 45 em sẽ lên cặp này cho anh em với giá là 700k nha anh em, đó nó hát rất là hay luôn nha anh em, nghe nghe anh em. Rồi cái mã 45 700k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nha, mã tiếp theo lên cặp này nè, ôi dồi ôi con này hiểu nó là Kenworth nè, nè Kenworth da băng nè hoàng nha, củ từ đôi nữa nè, đó cun 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 này giống như bị chét lại làm lại quá đó, rồi có sự làm lại thôi, ôi dồi ôi cái này nó dán cái gì đây, chắc là gách nó dán cái gì nè, chuột cắn anh em, đó cái này nói chung làm lợi rồi, găng là găng thun, màng carbon, mũi giấy, đó khung nhôm anh em, đó con này Kenworth nè,
củ từ đôi đàng hoàng anh em. Ôi dồi ôi, củ xì và sắc sẹt nha. Đó. Ok cho anh em. Cool. Cool này cũng chắc làm lợi anh em ơi. Nè. Đó. Không cọ đâu nha anh em. Đó. Màng thì cũng bị gan đó, màng thun nè. Đó. Gân thun màng carbon, mũi giấy. Rồi. Khung nhôm nha anh em. Đó, con này của thằng Kenworth nha. Rồi để em đo kính con này nha anh em. Đó, mấy con này thì giá yêu thương thôi, nó bị gách chỗ này gì nè. Chùa cạp á anh em. Con này thì đường kính 23 nha anh em. Xéo của nó thôi rồi, xéo nó tới 26. Tâm hai lốp của nó là 23 luôn. Ừ. Củ từ đôi 8 phân. Đó, củ từ giống nhau anh em. Rồi, em test nhạc nha. Đình 4 đời làm nghề y và rồi hát ok nha anh em. Đó, tôi sự bị chuột cạp nhưng mà nó hát ok nha. Trời ơi trời, nó bị chỗ này nè. Đó rồi, rồi ngon lành cành đào nha anh em. Đó, nói chung nó hát nha nhưng mà có sự làm lợi nha. Đó, em sẽ bán giá yêu thương nha nè. Đó, về yêu thương nhiều cho anh em chế cháo làm đi. Đó, làm lợi nhưng mà hát bình thường hết nha. Rồi, mã là mã 46 nha nè. 46. Em sẽ lên cặp này nè. Bán không được nửa giá thị trường nữa, để cho anh em có giá là 400k thôi nha nè. Đó. Giờ cho anh em có chế cháo gì thêm không? Đó, hát thì nó hát nhưng mà đã bị làm lợi rồi anh em ơi. Rồi, cái mã 46. 400k đã đi qua, em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Lên mã tiếp theo nha nè. Đó là một cặp lo. Hiệu của nó là Kenworth nha anh em. Này. Đó, hiệu nó Kenworth nha. Này, nó đóng số trong cái gân luôn nè. Gân vải. Cool. Ủa dù ôi. Ô cool này có sự dậm hay gì anh em phải không ta? Nè. Đó. Có sự dậm nghe nè. Rồi. Màng gân thì gân vải, màng thì màng carbon, mũi carbon luôn, nói chung màng zin nghe nè. Đó, màng zin. Đó, nhắn ngay giữa nó không cọ nữa nè. Rồi, ok nha. Rồi tới con này nha nè. Đó. Nói chung có sự dậm hết trơn nha nè. Mấy con này chắc bán giá yêu thương cho anh em rồi. Rồi, con này con Kenworth nha. Rồi, ok nha nè. Đó. Gân thì gân quải, màng màng carbon, mũi carbon luôn ha. Đó, có sự dậm nhẹ hết trơn nha nè. Đó. Rồi. Mấy này là anh em cái con này nha nè. Trắng bìa là không có cọ nè, nhưng mà con này trắng là cọ hơn nè, xíu à, không cọ. Rồi, ok cái này. Đó. Em sẽ đo đường kính con này, thì em bán con này có dự như là dự dậm lợi thì bán giá yêu thương anh em. Con này thì bát 25 nha. Đó. Của từ đôi 7.5, của từ nhỏ là 7.5. Từ lớn là 9 nha anh em. Đó. Ngon lành, em sẽ test nhạc nha, để hát như thế nào nha. Ngon lành. Đó. Tới hôm này nha anh em. Rồi, ngon lành cành đào. Đó. Em sẽ lên giá cặp này luôn nha anh em. Con này theo như nó còn ghi hết, không bị làm gì lại hết. Giá từ 9 xị tới 1 triệu nha anh em. Đó. Con này có sự dậm nhẹ, nói chung làm nhẹ chứ thì bán giá yêu thương cho anh em về làm nha. Mã này mã 47 nha anh em. Đó. 47. Để cặp này cho anh em với giá là 500k thôi nha anh em. Đó. Về cho anh em làm gì làm ha. Rồi cái mã 47. 500k.
Đó, đi qua. Em sẽ lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đó, mã tiếp theo là cặp này nghe anh em. Đó. Cặp này. Cặp này đấy là Sony nghe anh em. Nè. Sony nè, anh em thấy chưa? Sony Highway. Đó, một bát và một chép nữa nè, có chép nữa nha. Sau lưng ở đây. Đó. Mấy con này hầu như là em mua không có gỡ ra anh em. Đó, em chỉ nhìn mặt trước có sao nói vậy nha. Đó, có khi thì bát line này các em có không gành đâu nha anh em, tại vì nè. Em thấy là nó gì gan nhau nè. Đó. Con này có sự bị chuột cắn nhầm chút xíu chỗ này nha anh em. Đó, mặt trước thì nó vậy đó. Một chép một bát Sony nha anh em. Rồi đem đo đường kính con này nha. Nó bị cắn nhầm nha. Rồi đo đường kính con này. Con này cơ bản nó là bát nó là cơ bản 20 nha anh em. Ngang nó 20 nè. Sâu của nó sâu tới con này gần. Sâu nó có khoảng 18 nha anh em. Đó. Đứng của nó là 10 đứng 10 18 luôn ha. Rồi. Test nhạc nha anh em. Con này hát dữ lắm, vừa vừa lại chút. Lớn này. Đó, úi giời ơi. Quánh nè. Nói chung quánh lắm nghe nè. Quánh kinh luôn nè. Rồi tới em này nha. Quá quánh. Quá quánh anh em ơi. Đó con này có bị nhâm nhâm thì bán giá là yêu thương luôn nha. Nè một cặp nè. Đó rất đã luôn nghe nè. Sony nha. Rồi. Đó. Mã này mã 48 nha anh em. 48 nha. Đó em sẽ đẩy cặp này cho anh em với giá là 150k thôi nha anh em. Đó. Giá yêu thương thôi. Rồi. Cái mã 48. 150k đã đi qua. Em lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi, em lên mã tiếp theo nha anh em. Đó, mã tiếp theo là một con cassette nha. Đó, cassette hiệu sát nha anh em. Đó, anh em thấy chưa? Mặt trước thì nút ná đầy đủ nha. Nhưng mà mấy cái chữ nó mờ nha anh em. Đó anh thấy chưa, chữ nó mờ hết trơn nha. Mấy con lâu đời nha anh em. Con này hiệu sáp nha. Đó cặp lo thì để mặt trước nè còn nè. Đó anh em thấy chưa, mặt trước là ok nha anh em. Đó. Nhưng có số anh em mua nghe có khi về mở ra rồi có khi lo này lo kia cũng gán chịu nha anh em. Em thấy là giống nè. Đó không có ai, em không có thời gian mở ra nha. Nè cái quay nè. Đó. Không có rảnh mở bả này ra đâu. Đây nè nghe nè. Đó. Con này hiểu nó là sáp nha anh em. CF 319G. Đó. Mấy con này em bán giá cũng như là giá cho anh em trưng thôi. Anten còn luôn nha anh em. Mặt sau còn rất ok nè. Đó, giá như cho anh em trưng thôi, nó quá rẻ. Úi giời ơi, dây này dây gì? Ủa có chui luôn anh em. Này có chui nè, để cho anh em găm luôn, lát lấy này găm luôn đi. Này găm vô điện nha, chắc điện 220 nghe nè. Rồi ghi thử coi. Nó có dây găm luôn anh em. Rồi thử coi. Úi lên nè. Nó gột gẹt. Rồi đó anh em gột gẹt nha. Chỉnh qua bên đây có hát hò vậy. Muốn quay lắm mà. Rồi. Rồi đó anh em. Như vậy nha, em sẽ bán giá trưng cho nè, rồi bỏ đi. Đó, em sẽ bán giá trưng nha. Em đo đường kính con này, con này cũng sáp nha anh em. Đó, đường kính con này dài nó là gần 50, xíu 50 à. Đó, ngang của nó là cơ khoảng là 13 nha anh em. Sâu của nó là cơ khoảng là 17, 18 gì đó. Rồi. Em bán giá này giá như giá sát, giá trưng cho anh em thôi nha anh em. Đó. Em nè, anh em đừng quan tâm nhiều quá. Đó, giá nó rẻ nha. Rồi giá rẻ thì nó anh em về có nghiên cứu chế cháo gì thêm cho em có thời gian gỡ ra nghe anh em. Đó, mặt trước thấy ok nè. Nó nhưng mà chữ nó mờ. Đó, để lâu đời mà. Rồi. Mã này mã mấy rồi? 49. Mã này mã 49 nha anh em. Đó 49 em sẽ lên con sáp này. Nó để cho anh em với giá là 200k nghe nè. Nó nghe tiếng bass nó khè khè hát rồi, bass còn đó. Rồi mã 49, 49 200k đã đi qua. Em sẽ lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đó. Em lên mã tiếp theo nha.
có một cặp một con cá sét khá là to nè, đó mặt trước đầy đủ nha. Đó con này để là Sonica nha anh em. Nè, bass nè. Bass này thì bị ấy màng bọng ấy cho nè. Nè, ok anh em, nhưng mà cái vỏ còn đẹp lắm nè. Đó anh em thấy cái vỏ không? Vỏ kinh cho anh em. Khá là đẹp nha. Con chép nè, bass nè. Đó. Con này cũng vậy nè, dài dặn nha anh em. Đó quay sau lưng nha. Đó, con này anh em đi mua về chân thôi anh em cũng được đó anh em. Đó anh em thấy chưa? Ok, coi bên đây có gì không? Dạ, cứng quá mà không ra luôn. Rồi. Dây nhợ một khúc nè anh em, bát luôn. Dây nhợ một khúc luôn nha. Con này là dắt con cổ hồi xưa gì đâu á. Đó. Mặt trước nút lá anh em thấy chưa? Ok cho anh em. Con này là chân đẹp nha. Đó, bây giờ anh đo đường kính con này găm hình như không lên nguồn anh em, bán giá chết cho anh em nha. Đó, con này dài của nó là tới 55 luôn anh em, quá dữ. Ngang của nó nha, ngang nó tới 16 17 rồi nè. Đó. Còn bì sâu của nó là cao khoảng 21 ha. Rồi, em lên giá yêu thương luôn nha anh em. Con này đẹp nè, con này anh em đi mua về chân nha. Nè. Bass thì coi như dạng như nó bị nhâm nhâm rồi. Đó. Ok anh em. Rồi, mã 50 nha anh em. 50 em sẽ lên con này để cho anh em với giá là 200k luôn, cho nó đi cho mau lẹ anh em ơi, để đây hoài cái gì à. Rồi, mã 50 để cho anh em 200k nha anh em. Rồi, một con cái set đã đi qua, em sẽ lên mã tiếp theo, lên con ba mắt này nha anh em. Em lên mã tiếp theo nha anh em. Đó, một cặp loa cày nè, khá là dài nha anh em. Đó, con này 4 đường tiếng nha, con này hiểu đó là ba mắt nha anh em. Đó, vỏ thùng nè anh em thấy, còn rất là đẹp nha anh em. Nè, mặt trên nè, ủi giời, vỏ thùng nè anh em. Đó, cái vỏ thùng là không bàn nha anh em. Ủi giời, nó đẹp nè anh em. Đó, thấy chưa? Thì nó cũng chốc chút xíu chỗ này không sao anh em nè. Đó xíu à. Cái da thôi. Đó. Ok chưa? Ngon lành anh em. Cái vỏ thùng nè. Khá là đẹp nha. Đó, vỏ thùng nó dài lắm anh em. Đó. Vỏ thùng là khỏi bàn nha. Đây, con này có model nha. Con này là ba cái mắt nha anh em, hạt xịn. B. Model đó là B809F ha. Đó. Con này 6 ôm. À, công suất nó là nè có để đường kính thùng luôn anh em. À, bị ngang của nó hình như là 280 nè. Đó, bị đứng của nó là 1m40 nè. Bị sâu của nó là 380 nè. Đó, nó là mm. Mất in, bay, 3 ra mắt. Đó, ok chưa, dắt nè. Đó, tem chống hàng giả vậy nè. Đó, anh em thấy chưa nè. Ngon lành cành đào nha anh em. Đó, hai con như nhau. Còn khá là đẹp nha. Rồi, em sẽ mở đường ơi căng ra nha anh em. Ôi dồi ôi. Đó, 4 đường tiếng luôn. Đó, anh em thấy chưa? 4 đường tiếng nha. Bát nó xanh lè nha anh em. Nè. 4 cái bát. 4 bát còn ghi là hoàng nhìn là biết rồi, mũi là anh em nhìn là biết rồi. Đó, mũi như dày đó, làm sao mà ấy lại được anh em nhìn nè. Đó, còn ba ra bát nha. Đó thì chép chung nó đã like anh em. Của nó thường là của nó đúng màu xanh luôn là ghi đó. Còn này màu xanh nó là ghi nè. Còn cái này đã like nhưng mà like cái cặp chép này cũng ngon. Đó thì em đã gỡ cái kiểm tra rồi nghe anh em. Nè, nó gãy hết hai ngóc nè. Một con đây, con hai con, kiểm tra như thế nào ha. Đó, nhưng mà cái con này là con hàng cũng xịn nha anh em. Xịn mà dạng xịn đồ mới, em có bán cặp rồi nè. Đó. Thấy chưa? Xịn mà xịn đồ mới nha anh em. Rồi. Ok cho anh em. Rồi. Em sẽ test thử một nhạc nha, bản nhạc nha anh em. Thì em đang test con bên đây nè. Đó, đang gắn con bên đây ha. Rồi bắt lớn lên thôi. Ok nha anh em. Rồi tới con bên đây ha. Đó.
lành nha. Thì cái con này cặp chép đó anh em, chép với chung của nó là nó đi nối tiếp nha. Ví dụ hai trong hai con một con chết là không nghe đâu nha anh em. Đây cũng vậy luôn. Đó bởi vì chứng tỏ có chép chép, có nghĩa là hai thằng này đã sống. Đơn giản nha. Đó thí dụ một trong hai con nó chết, một con không giờ hát nghe tiếng chép nha anh em. Đó. Rồi xong. Em sẽ cho anh em xem đường kính thùng luôn nè, khỏi đo nha anh em. Nó có sẵn rồi nha. Đó bì ngang của nó là 2.8 nha anh em. Đó bì đứng nó là 1.04 nha. Đó còn bì sâu của nó là 38 nha anh em. Đó. Ok, nó có đường nó có đường kính sẵn ha. Rồi, không có nói dài dòng nữa anh em. Đổ thùng rất đẹp, em sẽ mở cho anh em xem bên trong. Có phải là con ba ra mắt thiệt không? Rồi em mới lên giá nghe anh em. Cho anh em mở bên trong cho anh em xem nha anh em. Đó. Rồi bắt cái đi. Rồi bắt 21 là bắt 20 đó nha anh em. Bắt đôi nha. Chép thì chép 10 phân, con này thì có khoảng 7 phân. Rồi. Ok anh em. Cuồn cái coi, coi cuồn cái coi. Úi dồi ôi, cuồn còn ghim đàng hoàng anh em. Đó, anh em thấy chưa? Nè, ngon lành nha. Đó, cụ từ. Đó, anh em đóng chữ ba ra mắt nè nghe anh em. Đó, đóng ở đây nữa. Ok chưa? Ba ra mắt đó. An xịn nha anh em. Đây, phân tầng nữa nè. Phân tầng thấy gì mà lợi hại, có bóng đèn nữa anh em. Đó, tiêu âm gì đầy đủ cho nha. Rồi, cho anh em coi cái chép này. Chép la lai rồi, nhưng mà chép từ đôi đàng hoàng anh em. Đó, chép mới vướng vào cái bẩn nè. Đó, ngon lành lắm nha anh em. Rồi, con này hát ok hết trơn nha anh em. Đó, nó bán giá yêu thương lắm nha anh em. Đó, thị trường bán 3 củ mấy tới 4 củ đó, em bán giá yêu thương thôi. Con này đẹp, như mới rồi nè, đẹp dữ lắm luôn á. Rồi, mã mấy ta? 51. Mã 51 nha anh em. Đó, 51 em sẽ lên con này nha. Con lo cây khá dài nha nè. Đó, lo cây của con ba cái mắt. Để cho anh em với giá là 1,5 triệu nha nè. Đó, cặp này để cho anh em là giá là 1,5 triệu hát đầy đủ nha anh em. Anh em về chỉ cần là lắp vô hát thôi, có làm gì cho nha. Mấy cái này nấu nối tiếp là nó quánh lực lắm nha anh em. Đó, quánh rất là lực ha. Rồi, cái mã 51, 1,5 triệu cho cặp ba cái mắt này. Cũng là cái mã cuối cùng luôn nha nè. Đó, hôm nay em lên kênh chính. Đó, có gì anh em xem video thấy hay hữu ích á, thì anh em cho mình một like nha, một chia sẻ, một đăng ký kênh để em có nhiều động lực ra nhiều video hay và yêu thương, săn hàng cho anh em yêu thương nữa nha anh em. Rồi, không nói dài dòng nữa, bye bye anh em, chào, tạm biệt anh em nha.